Xin kính chào quý vị và các bạn. Đến với các điểm du lịch Tây Nguyên trong dịp này, du khách cần lưu ý tới mưa dông. Còn ở khu vực Trung Bộ, ban ngày vẫn sẽ có những nơi xảy ra nắng nóng. Ngày mai, thứ bảy cuối tuần, thì một số điểm đến của Trung Bộ vẫn duy trì mức nhiệt cao 35-36 độ như là tại Hà Tĩnh, Tuy Hòa hay là Ninh Thuận. Đối với các nơi khác thì mức nhiệt phổ biến trong khoảng là 32-34 độ. Sau một ngày nắng thì về chiều tối, nhiều nơi sẽ có thể xuất hiện mưa dông nhiệt. Cù Lao Xanh của thành phố Quy Nhơn là một địa danh du lịch nổi tiếng, sở hữu những cảnh đẹp độc đáo và thú vị, du khách có thể thưởng ngoạn. Thời tiết cả 7 ngày tới ở đây thì rất lý tưởng cho du lịch biển. Ban ngày, trời không có mưa, nắng ráo và nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là 32 cho đến khoảng 33 độ. Tại thủ đô Hà Nội, vào 2 ngày cuối tuần này thì sẽ có mưa về chiều tối, đêm và sáng sớm. Sang đến tuần sau thì mưa có thể nhiều lên và xuất hiện rải rác trong ngày. Mưa liên tục, sau đó đến khoảng ngày thứ 5, thứ 6 thì mới giảm. Nhờ có mưa nên không khí ở đây cũng dịu hẳn đi. Nhiệt độ vào giữa tuần sau cao nhất trong khoảng là 31 đến 32 độ. Thời tiết 7 ngày tới ở thành phố Hồ Chí Minh cũng không có nhiều thay đổi. Dự báo là từ sáng cho đến chiều thì trời có nắng, tuy nhiên thì nắng không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 31 đến 33 độ. Nắng đến khoảng 4 giờ chiều, rồi sau đó mây dông sẽ kéo đến và gây mưa. Trong mưa sẽ kèm theo cả dông gió mạnh cũng như là cả sấm sét, quý vị cần phải chú ý đề phòng nếu như có kế hoạch vui chơi vào khoảng thời gian này. Vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột vào dịp này cũng đang trong giai đoạn mưa nhiều. Mưa thường đến trong buổi chiều, còn buổi sáng thì trời sẽ tạnh ráo và nhiều mây, đôi lúc hửng nắng nhẹ. Nền nhiệt ở đây phổ biến trong khoảng là 27 đến 29 độ là cao nhất. Đêm và sáng sớm, mức nhiệt là khoảng 23 đến 24 độ. Trong khi trời se lạnh, thưởng thức ly cà phê ấm nóng cùng với mùi hương dịu nhẹ sẽ giúp quý vị cảm nhận được hương vị đậm chất núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.